Thưa quý vị, trong cơn mưa lớn chiều hôm qua ở khu vực chung cư Mạc Đĩnh Chi, Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Lạt, nước lớn đã làm sập nhà dân, làm kẹt hai trẻ nhỏ. Rất may được người dân phát hiện và cứu kịp thời. Dòng nước lũ chảy từ suối Cam Ly và nước thoát lên đường tràn về khu vực này đã làm sụp một phần căn nhà của anh Nguyễn Văn Nghĩa, ngụ tại 31/1 Hoàng Văn Thụ. Khi đó, hai cháu Nguyễn Quốc An sinh năm 2011 và Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 2015, mới 4 tháng tuổi, còn đang kẹt cùng với chị Đặng Thị Thanh Hằng trong nhà. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh và anh Nguyễn Văn Nghĩa đã lao vào dòng nước lũ, bơi vào nhà cứu kịp thời cả gia đình này. Thì lúc đó là như mọi khi là nước nó lụt lên là nhà là cứ việc lấy khăn vải là chặn cửa thôi, thì nó không có nghĩa là nó bung cửa, nó nổ cửa. Mà ai giờ hôm nay là mưa khá lớn nên là nước nó cao quá, nhà chịu nổi là nó nổ cửa. Thì lúc đó em đang đứng như vậy là nó nổ cửa, cái là nó bung cửa là em chúa hôi, nó không thấy gì luôn, là kêu mà một sống một chết thôi. Thì cũng có mấy người quanh quanh đây họ thấy chụp nhà rồi là họ thấy la là cứu vậy đó, kịp cứu. Thì cũng có một cho hai anh thanh niên cũng bơi qua được đi đường này qua rồi cứ leo lên cái nhà rồi cứ thế là bồng nhờ đứa nhỏ qua dìu qua thôi. Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết những ngày qua mưa lớn luôn làm ngập cục bộ ở khu vực này, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Nguyên nhân là do thiếu hệ thống thoát nước tại khu vực. Sập cái nhà xích nó chết hết không ai, nhiều mấy ông tới cứu liền thì thôi chết liền. Nhiều mấy ông tới liền thì không chết hết. Trời ơi, nước quá trời quá đó. Nước này là do nó làm cái công trình này nó lấp lại. Thì ở đây kia nó xuống hết đường chảy được. Hồi trước nó có cái mưa. Mà bây giờ đề nghị may ra là nhà chính quyền cho nó móc cái này lên, nó làm cái ống hở, cái mương hở cũng như là ở ngoài kia nè. Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S đã chỉ đạo trực tiếp các ngành chức năng của thành phố Đà Lạt, các lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh, bộ đội và dân quân địa phương triển khai công tác chuyển đồ đạc, cấp cứu và giữ ấm cho hai cháu bé thoát nạn. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, các đơn vị có liên quan có báo cáo cụ thể về tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực này, lập phương án di dời, bảo vệ các hộ dân ở vùng thường bị lũ lụt, triển khai các giải pháp khắc phục và đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, đảm bảo đời sống và sinh hoạt của người dân nơi đây.